bạn bè về quê. Do là mình tìm không được cái bản bản chuyển soạn cho sao ấy, nên chúng ta lại nhìn tạm vào bản bit, dịch từ bit ra, phần mềm dịch bit. Bản này nó không không chuẩn xác cho lắm, nhưng mà thôi, chúng ta tạm thời chúng ta học để biết biết qua bài này ấy, vì bài nó không chuẩn xác mà. Thì do một số bạn là thích bài này nên là mình sẽ hướng dẫn, tạm thời hướng dẫn theo cái bit này. Rồi hôm nào chúng ta tìm được sheet chuyên chuẩn soạn cho sáo rồi chúng ta sẽ học lại. Thì đây là cái sheet nhạc, thì các bạn nhìn vào đây thì mình đó thì mình chỉ nốt đó. Ví dụ đây thì các bạn đọc câu đầu tiên này, dê dê dô là sòn la đó, thì mình thổi luôn câu này. Đó, các bạn chú ý ở đây là dấu luyến nhá. Thì đây là mình nhắc lại lại kiến thức đẩy nơ đơn và luyến một chút này. Đẩy nơ đơn, đẩy nơ đơn, đẩy đơn, luyến sang, đẩy nơ đơn, luyến sang. Đó thì cái dấu này là dấu luyến này. Thì mình cứ gặp là mình đẩy đơn, luyến sang, đẩy nơ đơn, luyến sang, thì các nốt ở trong này sẽ luyến không đẩy nơ đơn. Đó, đẩy nơ đơn, đẩy nơ đơn, đẩy nơ đơn, đẩy nơ đơn, luyến sang, đẩy nơ đơn, luyến sang. Đó mình câu đầu. Mình làm chậm. Câu sau tương tự. Tiếp theo. Đây, làm nốt. Son, son lá, son dè, son lá, son dè, luyến này, đẩy nó đơn luyến sang, son lá, son dè, là đô dê, dê. Đó, mình thổi luôn. Chỗ này mình vuốt ngón này. Tiếp theo là